Qua công tác trinh sát, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt quả tang đối tượng Phạm Hồng Sơn, sinh năm 1966, Trần Thúy Anh, sinh năm 1982, trú tại chung cư Đường Dạ Sinh, phường 9 Đà Lạt, Đinh Thị Thu Thủy, sinh năm 1991, trú tại số 3 mặt Đỉnh Chi, phường 4 Đà Lạt và Tôn Nữ Thanh Nhàn, sinh năm 1990, trú tại 39-3 Đồng Tâm, phường 4 Đà Lạt, đang sử dụng tàn trữ ma túy đá. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được 10 bịch chứa tinh bột màu trắng, 5 điện thoại di động và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá. Đối tượng Sơn khai đã mua số ma túy trên về sử dụng. Sơn là con nghiện và mới chấp hành xong án phạt tù về tội buôn bán ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.